Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ nha. Và chào mừng các bạn đã tới với căn phòng 10 vạn câu hỏi vì sao. Một là lên thiên đàng, hai là xuống địa ngục. Ở những cái căn phòng này không có đúng hay là sai, chỉ có trả lời đúng theo ý của người đặt ra câu hỏi mà thôi. Cho nên là 50% lên thiên đàng và 50% xuống địa ngục. Nhưng mà tự nhiên vô cái game này, thế là cái cơ thể của Thắng dài hơn, cao hơn, như kiểu là sinh viên. Uầy, cái bạn ở bên cạnh Thắng này chắc là mặc cái bộ quần áo của bố đi chơi cái trò chơi này rồi, nhìn như kiểu là quý ông ấy. Cái anh người hướng dẫn chơi này nhìn giống như kiểu nhân vật trong game Among Us ấy nhở. Cổng thông tin đã mở, đi vô, let's go. Cái nào thú vị hơn, trượt nước, tàu lượn? Cái này hỏi theo sở thích chắc là không có gì nguy hiểm đâu nhở. Các bạn là mà thích cái trò chơi trượt nước thì các bạn trượt vào cái ống nước, mà các bạn nào thích chơi trò chơi tàu lượn thì trượt vào cái ô tàu lượn nha. Nhưng mà chơi tàu lượn thì khá là mạo hiểm luôn đấy. Thắng thì Thắng sợ độ cao lắm, Thắng thì chơi trượt nước. Trượt nước mặc dù cũng sợ nhưng mà không sợ bằng chơi trượt tàu. Yeah, không sao không sao không sao. Mấy cái câu hỏi hỏi theo sở thích thì nguy cơ xuống địa ngục là ít lắm nha. Khi lưu trữ cốc nước trong tủ, cách nào là đúng? Một là úp cốc xuống, hai là ngược cốc lên. Chắc chắn là hai rồi chứ, úp cốc xuống thì nước nó chảy hết ra tủ lạnh rồi còn đâu nữa. Chuyện ống nước màu xanh blue. Yeah, chính xác luôn. Bạn ơi bạn ơi, bạn nhảy qua đi chứ bạn đứng ở đây làm cái gì? Mình sẽ cướp mất top của bạn nha. Lên 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 lên, mũi tên chỉ sang bên phải. Câu hỏi gì đây? Bánh nướng, chảo hay bánh quế? Ê, lại hỏi theo sở thích rồi. Các bạn thích ăn món gì? Cả hai cái món này Thắng đều chưa được ăn. Nhưng mà bây giờ hỏi Thắng thì Thắng sẽ chọn cái bánh quế kia. Trượt vào ống màu xanh. Chiu. Yeah. Ủa. Wow. Biết ngay mà, tới cái thang máy là nguy hiểm rồi. Đó, đó là cái câu hỏi phải trả lời theo cái ý thích của người ta chứ không phải là theo ý thích của mình đâu nha. Người ta là người ta thích ăn bánh nướng chảo chứ người ta không thích ăn bánh nướng quế đâu. Trượt vào cái ống màu hồng. Chỉ có một đường ống duy nhất đưa chúng ta tới cái căn phòng tiếp theo thôi. Còn cái đường ống kia sẽ đưa chúng ta tới một cái nơi nguy hiểm nha. Ở cái bức tường bên này có một cái ký hiệu, một mặt trời và ba đám mây. Ba đám mây chặn mặt trời, tức là trời nó không mưa được và trời nó cũng không nắng. Bạn đã bao giờ chọn mũi của bạn? Chắc là người ta dịch sai rồi. Bạn đã bao giờ chạm vào mũi của bạn? Thế thì mới đúng. Có, lúc nào chả chạm vào mũi. Màu đỏ. Chính xác luôn. Làm gì có ai sống ở trên cái cuộc đời này mà không chạm vào mũi của mình cơ chứ. Bà chạm vào cái đầu gối này nó còn khó, chứ chạm vào mũi dễ ợt đơn giản. Bạn thích cái nào hơn? Có một đầu bếp riêng, có một người giúp việc giữa ăn ngon với không phải làm gì, thì các bạn chọn cái gì? Ê Thắng à, Thắng ăn không ngon một chút, Thắng có thể tự nấu. Thế nên là Thắng sẽ chọn người giúp việc nha. Chị gái sẽ làm tất cả mọi việc cho Thắng. Yeah. Uầy 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 uầy. Nhưng mà không đúng với sở thích của người đặt ra câu hỏi này rồi. Người ngoài hành tinh. Ôi giời ơi, tưởng tới bắt Thắng đi, thế là bắn cho Thắng mấy cái phát đạn, Thắng lăn quay như kiểu là con lợn rồi. Rẽ sang tay trái. Câu hỏi tiếp theo kiểu, bạn muốn sống ở đâu? Các bạn muốn sống ở ngôi nhà trên cây hay là hang động? Ngôi nhà trên cây thì cũng mát đấy, nhưng mà không bao giờ mát bằng hang động đâu. Mà ở trong hang động thì nó lại tối. Ban ngày cũng tối mà ban đêm càng tối. Thế nên là Thắng sẽ chọn cái ngôi nhà ở trên cây, vừa ngắm được cảnh từ độ cao xuống bên dưới, lại vừa không bao giờ sợ trời tối. Có một chiếc ghế này các bạn ơi, mình sẽ ngồi lên cái chiếc ghế này và làm gì đây? Không làm gì cả. Có một mũi tên chỉ chúng ta đi vào cái đường ngõ cụt kìa. Rẽ sang tay phải thấy câu hỏi rồi. Taco Bia hay là Chipotle? Mấy cái nhãn hiệu này Thắng không biết đâu nha. Các bạn là biết hai cái nhãn hiệu này là nhãn hiệu nào không? Nhìn cái nhãn hiệu mà màu tròn tròn kia kiểu như là cà phê ấy nhở. Còn cái quả chua kia thì Thắng cũng không biết luôn. Lại còn hai cái ống nước cũng là màu đỏ nữa. Thôi mình chọn bữa đi, được thì được mà không được thì ôi giời ơi đen quá. Không được thì shop của mình nó đen. Và cánh cửa mở ra. Wow, quỷ đầu loa. Cứu tôi. Tôi không thể chạy được đi đâu, tôi chỉ phải đứng im ở đây thôi. Chạy cũng nghèo mà đi cũng nghèo. Thời tiết nào tốt hơn, nóng hoặc là lạnh? Các bạn thích nóng hay là lạnh nhở? Mình thì mình
thích lạnh hơn, lạnh thì sẽ ngủ được nhiều hơn. Còn trời nóng này phải bật điều hòa, mới cả cũng không ngủ được nhiều nữa. Chả biết là người ta có thích không, người ta cũng thích trời lạnh kìa. Tới một cây cầu gỗ zigzag và chưa gặp câu hỏi nào cả. Bạn muốn cái nào? Thêm ngón tay, thêm ngón chân. Thắng chẳng muốn thêm cái nào cả. Bàn chân hay là bàn tay, mỗi bộ phận có đủ 5 ngón là ok rồi. Bây giờ mà thêm nhiều hơn ý, thì cứ mở thành quái vật. Thôi, đằng nào người ta cũng bắt chọn một trong hai, Thắng sẽ chọn là thêm một ngón chân đi. Wow, vào thang máy luôn đi. Còn quái vật, không phải đâu các bạn ơi, người ta lừa mình. Ôi, wait, có một bảng sao của Thắng kìa. Chạy. Chi? Bản sao nó tiêu diệt Thắng luôn. Gì vậy trời? Tôi trả lời câu hỏi đã khó khăn rồi mà lại còn bắt tôi nhảy qua mấy cái laser này nữa. Chạy là hơi bị dài rồi đấy, chạm vào laser lại phải chạy từ đầu thì ngã luôn. Ê, cái nào tốt hơn bây giờ? Quả táo với cả quả cam, cái nào chả tốt, ăn quả gì chả được. Lại phải trả lời thật cảm hứng rồi các bạn ơi. Thắng chọn quả táo màu đỏ giống như là bộ quần áo của Thắng đi. May quá không trôi vào cái thang máy. Cái nào đến trước, quả trứng có trước hay là con gà có trước? Các bạn trả lời hộ Thắng cái câu này là khó rồi. Câu này ở bên ngoài người ta cũng hỏi rất là nhiều rồi nhưng mà không có ai trả lời được luôn. Bây giờ quả trứng có trước thì ai sẽ là người đẻ ra quả trứng? Mà con gà có trứng thì cũng ai là người đẻ ra con gà? Tốt nhất là Thắng sẽ chọn con gà đi. Con gà. Sao người ta lại bảo con gà là sai? Và con gà gặp ngay chú hề Pennywise. May mà chú hề Pennywise không bán trứng đấy. Chú hề Pennywise bán bánh hamburger. Nhìn kìa, cánh cửa exit. Thế là Thắng đã trả lời được hết tất cả các hỏi và gặp 3 lần hay là 4 lần cái thang máy nguy hiểm ấy nhở. Gì kìa, bắn chú hẹp Pennywise, bắn NPC. Nhưng mà mình có lấy cái khẩu súng này được đâu. Ơi, tức là mua cái khẩu súng này, nếu như chúng ta vào cái thang máy nguy hiểm kia thì chúng ta có thể cầm súng bắn lập PC. Pum 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 NPC. Người ta lại lừa Thắng thì toi. Không còn cái canh cửa nào nữa các bạn ơi. Trượt qua cái ông cốc màu hồng này. Cầu trượt, mình này gọi là ông cốc. Ê, vào cánh cửa exit rồi nha. Tại sao lại bắt tui? Trả lời tiếp. Cá mập nào là cá mập tuyệt nhất? Cá mập Mega Mao, cá mập Trăng Lớn, cá mập Đầu Búa. Cả ba con này Thắng đều chưa được nhìn thấy ở ngoài bao giờ. Nhưng mà có duyên cá mập Đầu Búa Thắng nhìn rất là thích luôn. Bởi vì cái đầu của nó giống như là hình cái búa. Không thích cá mập Đầu Búa. Đừng có nói là con không phải cá mập ra ăn thịt mình. Mà bây giờ mình sẽ đấm. Làm sao mà đấm được cái thợ đấm bốc chuyên nghiệp kia. Lại còn 3 đường ống nước thì Thắng biết trả lời cái gì đây. Cá mập Trắng đi, đừng có đưa tôi đến cái thang máy nữa nha. Ui, mây quá. Ui, lại còn phải bơi nữa. Nhưng mà nơi thấp quá, không bơi được. Nơi tốt nhất để bơi, hồ, đại dương, bồn tắm. Thì hồ cũng không bơi được. Ở đây không có bể bơi. Tốt nhất là Thắng sẽ chọn bồn tắm đi. Cực kỳ là an toàn, không có gì nguy hiểm nha. Nhưng mà không được, người ta không thích. Ôi trời ơi, gặp nhân vật gì đấy? Tên núp kìa, có phải là bố của tên núp không? Tên núp đang muốn trở thành hacker kìa các bạn ơi. Nó đang đánh mấy cái dòng chữ xanh xanh, nhưng mà kia là hacker Việt Nam chứ không ạ. Wow. Ê, thế kia là tại tên núp là ngu nha. Lộ anh hacker kiểu gì? Thế là nổ luôn máy tính của Thắng và Thắng cũng bị thiệt mạng theo nó luôn. Lần này nước cao thì mới phải bơi cái kia. Vừa bơi vừa trả lời một thử thách khá là khó khăn đấy. Loại băng tốt nhất cho đồ uống, khối cubi, lưỡi liềm, khối đá hình tròn. Thắng là Thắng hay thêm mấy cái cục đá khối cubi kìa. Thế nên là Thắng sẽ chọn khối cubi nha. Mới cả chắc là nó sẽ lâu tan hơn. Chính xác luôn. Và tới một cái bể bơi cực kỳ là đẹp. Bể bơi này chắc là dành cho mấy bạn nhỏ con này kìa. Có đường trượt xuống nha. Trượt xuống. Chiu. Đá, giấy hoặc kéo. À, tới cái đoạn mà chơi uốn tu ti rồi. Quan trọng là Thắng trả lời trước, người bên kia trả lời sau. Kiểu gì là Thắng cũng thua rồi. Thắng chọn là xòe đi. Ui, xòe gặp luôn thang máy. Bảo mà làm sao mà win được. Chọn của Lao là cũng nghèo rồi. Uầy, gặp Skibidi. Oh my god, chạy tôi kêu. Skibidi này lạ lắm. Skibidi da đen đến xì. Nhân vật trò chơi con mực nào tốt nhất? Ê, mình không biết được, chắc là cái anh chàng này rồi. Let's go.
cả bốn người kia ai cũng tốt cả. Xong, bây giờ hỏi ai tốt nhất thì biết làm sao đây? À, có một cái cây gừa thắng trà lại đúng rồi người ta. Ui, nó là một cái bẫy. Hương vị tốt nhất là hương vị gì? Ngọt, mặn, chua, gia vị. Gia vị thì nó là tổng hợp của tất cả các loại mặn này, chua này, ngọt rồi. Người ta hỏi cái gì mà kỳ quặc thế nhở? Nhưng mà nếu như cho các bạn chọn thì các bạn sẽ chọn vị gì? Tất nhiên là vị ngọt rồi. Vị ngọt, yeah, yeah. Động vật ở chuồng tốt nhất: con gà, con bò, con dê, con lợn. Ơi giời ơi, bây giờ tốt là biết kiểu gì. Bây giờ hỏi con động vật nào sạch nhất thì thắng cũng biết trả lời, chứ bây giờ thắng không biết luôn. Chọn luôn là con bò đi. Con gà không ở trong chuồng nha, con gà nhà thắng nuôi ở bãi nha. Ê, trả lời bừa lung tung thì lại đúng kiểu: mùa tốt nhất, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Chắc chắn là mùa xuân rồi. Mùa xuân tất cả mọi vật đều phát triển mọc xanh tươi. Mùa xuân là mùa tốt nhất mà. Ai đây? Chú hề Pennywise chạy cái gì mà nhanh thích xuân lộn đấm. Đùa thôi, chứ đến cái màn này chắc chắn là thằng phải xuống địa ngục rồi. Trong nhà bóng cũng có mấy cái câu hỏi luôn. Và câu hỏi theo cấp độ kìa. 1, 2, 3, 4, bây giờ là 5 câu hỏi nha. Bánh quy ngon nhất, bánh gừng. Ê, hỏi như này thì biết trả lời như nào? Trả lời bừa đi. Ây giời ơi, thang máy. Ôi, nhìn kìa. Đưa thằng tới thang máy của Huggy Wuggy. Vâng vâng vâng, và thằng đang nhìn thấy cái cánh cửa acid rồi. Cái cánh cửa chứ không phải là đường trượt ống nước đâu. Ok rồi, và video kết thúc tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Bye bye.